Vậy thì nó không phải là một vốn bốn lời mà nó là một vốn rất là nhiều lời. Ngồi tính toán ra một vốn chúng ta có rất là nhiều lời, chứ không phải là bốn lời đâu. Tuy nhiên phải hiểu thì chúng ta mới ra được một vốn bốn lời, chứ không có phải là nhắm mắt nhắm mũi lao vô là chúng ta chết. Ok, đó là bài toán về tài chính. Ok, bài toán về cái chiến lược kinh doanh và bài toán cách chúng ta biết cách làm kinh doanh. Mình nói cái livestream này và các bạn chịu khó, các bạn ngồi tính toán cái công thức vừa rồi là bạn tính toán cho gần như các lĩnh vực gần như nhau hết. Ngồi chịu khó tính toán ra cho mình. Các bạn không biết giá thì các bạn đi khảo sát đối thủ là nó ra hết. Các bạn mà chịu khó xem kỹ cái livestream này thì các bạn về các bạn cũng tính toán ra được một cái dự án kinh doanh của các bạn thôi. Các bạn có thể là tính toán ra được khi các bạn muốn mở trà sữa, các bạn mở một quán sữa, các bạn muốn lập một cái website kinh doanh một lĩnh vực gì đó, các bạn đều tính toán ra được hết. Tại sao có một số lĩnh vực mọi người nói rằng là kinh doanh lĩnh vực đó sẽ một vốn bốn lời? Vậy thực sự nó có như vậy hay không? Hay là chúng ta chỉ nghe lời đồn thổi thôi? Và chúng ta có bao giờ chúng ta ngồi chúng ta tính toán ra nó đơn giản, nó cẩn thận chưa? Đặc biệt là mọi người hay nói là đi bán mở quán cà phê, một vốn bốn lời, vừa khỏe vì vừa có cà phê uống, rồi lại nhanh giàu, đầu tư thì ít. Thực sự nó cứ như vậy hay không? Trong rất là nhiều lĩnh vực, nhiều người cứ đồn thổi nhau như vậy, thực sự nó có như vậy hay không? Và khi nào chúng ta xác định được nó là một vốn bốn lời? Và hôm nay mình lấy ra một cái ví dụ, và cũng từ cái ví dụ này, cũng từ cái bài giải này, các bạn có thể là áp dụng cho mọi lĩnh vực khác để bạn ngồi bạn tính ra là bạn sẽ ra được. Mình sẽ tính toán một cái dự án kinh doanh là các bạn sẽ ngộ ra ngay. Mình tính toán ha. Bây giờ ví dụ như là để các bạn xem là những cái dự án đó, người ta nói thực sự nó có phải như vậy hay không. Bây giờ mình ví dụ là chúng ta đi ra mở một quán cà phê đi nha. Vậy thì một quán cà phê á mà các bạn ra mở thì nó có cái chi phí gì? Người ta gọi là định phí hay là người ta gọi là chi phí đầu tư ban đầu? Các bạn mà chịu khó xem kỹ cái livestream này thì các bạn về các bạn cũng tính toán ra được một cái dự án kinh doanh của các bạn thôi. Các bạn có thể là tính toán ra được khi các bạn muốn mở trà sữa, các bạn mở một quán sữa, các bạn muốn lập một cái website kinh doanh một lĩnh vực gì đó, các bạn đều tính toán ra được hết. Mình ví dụ như ví dụ là bạn mở một quán cà phê với thiết kế của quán khoảng 40 ghế, 50 ghế cũng được tùy. Nhưng mà ở đây mình chọn số liệu là 40 ghế, bạn có thể là cho 50 ghế, bạn có thể là 60 ghế tùy theo cái diện tích của mình. Mà ví dụ như cái vốn chi phí đầu tư ban đầu là khoảng 200 triệu, là tiền thuê mặt bằng, tiền setup rồi này kia khoảng 200 triệu. Và cứ xem như rằng là chúng ta khấu hao nó trong vòng 40 tháng. Khấu hao là gì? Là để chúng ta thu hồi lại vốn đầu tư ban đầu đó. Chúng ta đã bỏ cục 200 triệu rồi thì chúng ta khấu hao lại, nghĩa là mỗi tháng chúng ta cần phải lấy lại cái đồng vốn đó. Người ta gọi là khấu hao thôi. Khấu hao 40 tháng thì mỗi tháng là tiền khấu hao là bao nhiêu nhỉ? Là mỗi tháng bao nhiêu nè? 5 triệu đúng không ạ? 10 tháng là 50 triệu, 40 tháng là thành 200 triệu. Ok không ạ? 40 tháng là thành 200 triệu. Dĩ nhiên là ở đây là mình tính thôi, đúng tính ra công bằng là chúng ta phải, bạn nào mà dân tài chính á là các bạn phải tính theo một cái dạng khác, là chúng ta phải tính dòng tiền trong tương lai nữa. 40 tháng là nó tương đương bao nhiêu? 2, 1 năm, 2 năm, 3 năm, khoảng 3 năm rưỡi, tính thêm cái dòng tiền trong tương lai. Lúc đó không phải 200 triệu mà có thể nó lên tới 220, 230 triệu. Ok, chúng ta dựa vào lãi suất ngân hàng, nhưng mà ở đây mình tính lẻ như vậy. Nên ý ở đây là chúng ta đơn giản cái công thức, đó là xem như á là đầu tư 200 triệu và chúng ta thu hồi lại 200 triệu thôi, chứ không phải là thu hồi lại 220 hay là 230. Hình dung chưa? Hoặc là 250. Thì tương đương là mỗi tháng 5 triệu mặt bằng mà chúng ta phải trả, người ta gọi là định phí. Đúng không? Hồi nãy là mình nói là chi phí đầu tư ban đầu là khoảng 200 triệu. Ok, bây giờ tới định phí nè. Định phí là cái quái gì? Định phí là cái khoản tiền mà dù chúng ta bán được ly cà phê nào hoặc không bán được ly cà phê nào thì chúng ta bắt buộc phải trả một cái khoản tiền đó. Cái đó người ta gọi là định phí. Định phí bây giờ mình giả dụ đi ha. Mặt bằng của cái quán này á là 15 triệu một tháng là chết cứng chưa? Đúng không? Dù có bán được không bán được thì mình cũng phải trích 15 triệu ra mình trả. Điện nước và internet cho khoảng 5 triệu một tháng, đúng không? Dù bán cà phê không bán cà phê thì chúng ta cũng phải trả mấy cái chi phí đó. Rồi chi phí quản lý, đúng không? Chúng ta thuê một người quản lý để người ta quản lý cái quán đó, hoặc là bạn đứng ra thì bạn cũng phải có lương, đằng nào thì cũng phải có chi phí quản lý đó, dù thuê hoặc là dù bạn đứng ra. Ví dụ lương cho người chi phí quản lý chúng ta trả nhẹ nhẹ thôi ha, cho là 10 triệu một tháng là định phí, dù bán không được ly cà phê nào thì cũng phải trả 10 triệu, ok chưa? Rồi các khoản chi phí phát sinh, ví dụ là chi phí tiếp khách,
Có chứ, phi tìm khách không có chứ. Nhiều lúc bạn bè chúng ta tới, chẳng lẽ chúng ta lấy ly cà phê của nó, ba mẹ vào, phí địa phương. À, các bạn biết phí địa phương chưa? Phí quản lý của nhà nước á, chấm 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 là khoản gì? Cho 5 đến 6 triệu một tháng, cho 6 triệu một tháng đi. Ok mà, cái phí đó cho 6 triệu một tháng. Rồi, nếu mà bạn nào mà đi vay 200 triệu đi vay, hoặc là khoảng trong đó có 100 triệu mà đi vay, thì bạn phải tính thêm một cái khoản nữa, người ta gọi là chi phí tài chánh. Hiểu không? Chi phí tài chánh, chi phí tài chánh là cái chi phí trả lãi đó. Thì xem như là chúng ta tính theo lãi của ngân hàng đi, là cho 100 tháng. Thì dĩ nhiên là các bạn có thể là trả cho ngân hàng có khoảng 8%, 9% gì đó một năm, nhưng mà bây giờ chúng ta quy ra 1% một tháng. Ví dụ là các bạn vay 200 triệu thì các bạn phải trả 1% một tháng tiền chi phí tài chính, hoặc kể cả tiền vốn của bạn luôn thì bạn cũng tính ra 1% tháng, bởi vì mình cũng cần có lãi chứ. Nếu mà mình không đi kinh doanh thì mình bỏ nó vào ngân hàng thì nó cũng ra 1% tháng, các bạn hiểu chưa? Đó, người ta gọi là chi phí tài chính, nó cũng là được gọi là chi phí cố định luôn, cũng gọi là định phí luôn. Cái gì nữa? À, chi phí nhân viên. Chi phí thuê nhân viên gồm gì? Một quán cà phê thì chúng ta bèo bèo lắm là một đứa nhân viên pha chế. Hiện tại thì lương khoảng 6 triệu, 7 triệu. Có thể cao hơn á, có thể lên tới 8 triệu á. Chúng ta ra một cái con số đi để chúng ta chốt, đó là 6 triệu. Nhưng mà mình nghĩ chắc hiện tại khoảng khoảng 8 triệu thì người ta mới làm, chứ 6 triệu chắc người ta không làm. Nhân viên phục vụ, chúng ta cho khoảng 3 đứa. 3 đứa cho mỗi đứa 6 triệu, là 3 đứa là 18 triệu, đúng không? Một tháng chúng ta phải ngắt ra 18 triệu chúng ta trả cho mấy đứa đứa đó. À, một nhân viên tạp vụ, có thể là bạn mướn theo giờ hoặc có thể là bạn mướn đứt. Tại các bạn cần phải có nhân viên tạp vụ là thứ nhất là nó lau dọn rồi nó rửa chén ly đĩa đồ liên tục, nó lau quét hết rồi trồng hoa trồng cảnh rồi đó. Còn nếu mà bạn không mướn nhân viên tạp vụ thì cái chỗ đó nó hơi bị dơ. Một nhân viên bảo vệ bèo bèo lắm, phải có một nhân viên bảo vệ để nó vô nó trông chừng xe cho khách, xe ra xe vô, xe ra xe vô, xe ra xe vô, ok chưa nè? Nó dắt xe cho khách rồi nó bảo vệ quán chúng ta nữa. Rồi cho một đứa là khoảng gì, khoảng 5 triệu nữa. Thực sự là 5 triệu không đủ, nhưng mà cứ ra một cái con số nha, 5 triệu không có đủ đâu. Tiền ăn cho cả cái hệ thống của chúng ta 10 triệu một tháng, tại vì do ăn một chỗ nên là nó cũng dễ. Chi phí này kia là cho tổng hết là 10 triệu một tháng, ok rồi. Vậy thì bây giờ các bạn nhẩm lại xem, vậy thì có phải là tổng quỹ lương của công ty, bây giờ các bạn cộng lại, các bạn báo cho mình xem tổng quỹ lương của công ty một tháng là khoảng bao nhiêu, nó trung bình khoảng 40 mấy đến 50 triệu một tháng, đúng không? Vậy thì bây giờ tổng định phí của cả cái quán của chúng ta đó, vừa rồi là mình đang tính tổng định phí á, là nó khoảng gì, mấy cho 100 triệu một tháng, ok. Khi mà bạn ngồi bạn về bạn ngồi bạn tính toán thì nó chi tiết hơn, còn ở đây là mình nói phỏng phỏng như vậy, nó chênh lệch nhau vài triệu không là vấn đề, quan trọng là chúng ta hiểu công thức. Rồi tổng định phí chúng ta là khoảng 100 triệu, ok chưa? Rồi bây giờ chúng ta qua biến phí. Vừa rồi các bạn hiểu ra được cái cách tính định phí chưa? Đó, chúng ta ra được định phí một tháng. Rồi bây giờ bắt đầu là biến phí. Biến phí là cái quái gì? Khi chúng ta có doanh thu thì chúng ta có chi phí. Ví dụ các bạn bán một ly cà phê là bạn có doanh thu. Ví dụ một ly cà phê bạn bán 15 ngàn thì bạn có doanh thu là 15 ngàn, nhưng bạn phải có cái biến phí. Nghĩa là cái tiền mua cà phê, cái tiền mua đường, cái tiền mua đá, cái tiền mua sữa, hình dung chưa? Cái đó người ta gọi là biến phí. Vậy thì bây giờ bắt đầu bắt tay vô biến phí này. Biến phí gồm gì? Thứ nhất đó là cà phê. Ta bán cà phê mà, sau này các bạn muốn bán trà sữa thì biến phí chính là chúng ta đi mua sữa, chúng ta mua trà. Còn các bạn bán phở thì biến phí chính là chúng ta đi mua thịt bò, chúng ta mua bún, chúng ta mua rau. Cái công thức nó như nhau. Ví dụ một ký cà phê mình cho là 150 ngàn một ký. Một ký đường, cho một ký đường là 30k, và xem như là một gì, ký cà phê pha hết một ký đường. Chúng ta cứ xem nó như vậy đi nha. Đá thì một bao đá là chúng ta cho nó là 10k. Pha một ký cà phê thì tương đương với một một bao đá là 10k. Vậy thì mỗi ký cà phê chúng ta pha được khoảng 40 ly. Có người họ pha được 50 ly, có người họ pha được 60 ly. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang làm phương án mà, chúng ta tính cho nó khoảng 40 ly thôi. Bạn nào mà sau này làm ra được 50 ly hoặc 60 ly thì tuyệt vời. Và xem như mỗi ly cà phê là bạn đang bán 15k. Vậy thì bây giờ chúng ta nhẩm ra, vậy thì có phải là một ký cà phê thì bạn được khoảng 600k không? Còn sau này bạn bán 20 ngàn một ly, mà bạn bán 50 ly thì một ký cà phê thì nó tương đương với 1 triệu, ok chưa? Bây giờ mình đang tính một cái giá nó vừa phải để chúng ta tính.
mà biến phí ở trong trong đó đúng không? Biến phí để có được 600k là chúng ta hết 200k. Ok, các bạn có nhận ra không? 200k là chính là tiền đá nè, tiền cà phê nè, tiền lợi nhuận chúng ta sẽ có được là khoảng 400k. Vậy thì chúng ta chia cho từng số ly thì đâu đó chúng ta khoảng gì? 10k trên một ly cà phê. Ok. Tới đây các bạn chốt chưa? À, tốn 200k nguyên liệu thì pha được 40 ly bằng 6k, đúng rồi. Bạn Thành muốn bay tính đúng rồi. Vậy thì tương đương với 1 ký cà phê chúng ta sẽ lãi được bao nhiêu đó rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta tính ra điểm hòa vốn. Vậy thì các bạn thấy là một ngày nè là chúng ta cần phải gì? Định phí hồi nãy các bạn nhớ định phí không? Định phí chúng ta khoảng 100 triệu, đâu đó 100 triệu chúng ta chia cho 30 ngày. Đúng không? Là mỗi ngày là khoảng bao nhiêu? Khoảng 3 triệu mấy đúng không? Quy ra định phí trong ngày là 3 triệu mấy. Đúng rồi, 3 triệu 3, đúng rồi. Cộng với lợi nhuận mỗi ngày là gì? Một ly là 10k. Vậy thì mỗi ngày đâu đó chúng ta nhân ra, chúng ta tính toán lại, đâu đó mỗi ngày chúng ta phải bán được 270 ly cà phê. Thống nhất đi, cho là mỗi ngày 280 ly cà phê đi, thì chúng ta mới về vốn. Bây giờ chúng ta mới phân bổ. Vậy thì mỗi buổi sáng là cái buổi mà gì là cao điểm nhất người ta uống cà phê. Mà nếu mà 300 ly thì buổi sáng nhiệm vụ nó phải đảm đương á, là khoảng 150 ly. Thường thường là các quán cà phê là nó đắt nhất là buổi sáng. Thường thường là vậy. Tuy nhiên có những quán là buổi trưa, có những quán là buổi tối. Nhưng mà thường thường là số 1 vẫn là buổi sáng. Còn lại 150 nữa thì chúng ta phân bổ cho buổi trưa và buổi chiều. Vậy mỗi buổi là cũng phải là 80 ly nữa. Bạn nào không bán buổi trưa, chỉ còn buổi chiều với buổi tối thôi thì các bạn chia hai còn lại, còn lại là các bạn phải chia ba ra. Ok chưa nè? Bắt đầu rõ rồi chứ gì? Bắt đầu nó ra rõ bức tranh chưa? Vậy thì bây giờ nhiệm vụ mỗi buổi chúng ta phải đạt được cái mức đó thì chúng ta mới gì? Chúng ta mới đạt được cái quà vốn. Còn nếu mà chúng ta không đạt được là xong. Vậy thì nếu mà buổi nào mà không đạt được số lượng thì chúng ta phải dồn qua cho buổi sau, hình dung cho mình. Ví dụ là buổi sáng 150 ly mà nó không đạt được. Ví dụ buổi sáng có 120 ly à. Vậy thì buổi trưa phải dồn qua buổi trưa và phải dồn ra buổi chiều để mỗi ngày nó phải đạt được 300 ly, nó phải đạt được cái target đó. Từ trên cái cơ sở đó các bạn mới bắt đầu mở tính toán ra được là vậy thì chúng ta cần phải có bao nhiêu khách, lượng khách như thế nào, cái chiến lược marketing chúng ta mới ngồi chúng ta mới hút vào, rồi chúng ta mới biết chúng ta nuôi giữ khách. Tính ra một cái bài toán các bạn thấy chưa? Rồi, chúng ta mới tính trên cái bài toán nó rất là đơn giản. Bán cà phê mà nó lại phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Ví dụ như là hôm đó trời mưa cả ngày là xong phim. Mặt mày méo xẹo liền. Là ngày đó gần như là tiêu. Hoặc là buổi chiều tối đó mưa tầm tã, ngập đường xá luôn. Xem như tối đó là doanh thu mất đứt. Nên là chúng ta phải chạy mục tiêu theo ngày, rồi chạy mục tiêu theo tuần, rồi phải chạy mục tiêu theo tháng, rồi phải chạy mục tiêu theo quý, rồi phải chạy mục tiêu theo năm. Các bạn hình dung chưa? Tại sao là chúng ta phải dùng ngày, dùng tuần, dùng tháng, dùng quý, dùng năm? Tại vì nó nguyên tắc là một ngày nó không có đều. Có ngày trời mưa, có ngày bị gì đó tự nhiên nó mất đứt doanh thu luôn, chỉ có ngồi mà rên thôi. Vậy thì chúng ta cần phải có phương án là chúng ta phải ship vô văn phòng cho họ. Lúc đó chúng ta cần tương tác, chúng ta có alo, anh ngồi yên để em chạy tới. Buổi trưa trời mưa anh không đi được, em vẫn giao tới các bạn để mình tăng cái doanh thu của mình lên, chứ còn không là mình ngồi mình chờ khách tới là mình chết. Một cái câu chuyện thực tế hiện tại mọi người nói là ra khởi nghiệp quán cà phê dễ. Vậy bây giờ mình tính toán với các bạn như vậy thì các bạn thấy ra khởi nghiệp quán cà phê dễ không? Cày đủ 300 ly một ngày đó, mình mới tính cho chi phí đầu tư khoảng 200 triệu đó. Cày đủ 300 ly một ngày dễ hay khó? Làm từ gì? Làm từ 5 giờ sáng cho tới 22 giờ đêm dễ hay khó? Khó thầy ạ. Ok, Đặng Minh Thiện em ơi, tuyệt vời Đặng Minh Thiện. Kinh doanh cà phê dễ ạ, nhưng mà dễ chết. Ok. Cứ nghe ai đó nói bán quán cà phê là một vốn bốn lời. Đó, hồi nãy các bạn nhẩm ra không? Một ký cà phê bán 15k, nếu mà bán 20k thì các bạn không? Các bạn thu một triệu, chi phí bỏ ra, biến phí bỏ ra có 200.000. Họ quên tính định phí, họ quên tính những cái thời gian, cơ hội, những chi phí khác. Cứ đồn thổi nhau là đi kinh doanh quán cà phê một vốn bốn lời và như con thiêu thân lao ra là chết. Gọi là bỏ ra một cục mà lợm bạc cắt, đưa tiền chẳng mà đi lợm bạc cắt. Đó là cái ngành kinh doanh quán cà phê đồ này kia. Ok, tuy nhiên nó không phải là đúng cho tất cả. 80-90% là chết. Nhưng
bạn nào đó mà ở trước những cái chỗ mà cái nguồn khách nó cực lớn. Ví dụ như bạn ở trước một cái tòa nhà văn phòng, cái building rất là lớn và gần như là cái lượng khách nó cực đông, thì bạn thắng. Tức là ý ở đây mà nó là không phải là tất cả nha. Vậy thì bài toán bắt đầu từ bây giờ, các bạn nghe ai nói đó là một vốn 4 lời, một vốn 5 lời gì đó không biết, thì vừa rồi mình nói cái livestream này và các bạn chịu khó các bạn ngồi tính toán. Cái công thức vừa rồi là bạn tính toán cho gần như các lĩnh vực gần như nhau hết, ngồi chịu khó tính toán ra cho mình. Các bạn không biết giá thì các bạn đi khảo sát đối thủ là nó ra hết. Và bạn nào mà đi khởi nghiệp, cái điều thứ nhất các bạn phải quan tâm, quan trọng là địa điểm chiến lược. Kinh doanh quán cà phê, lợi điểm của nó số 1, quán ăn đồ luôn là lợi điểm số 1, là địa điểm. Đúng địa điểm, đúng nơi một cái là thắng. Bán dở cũng thắng. Đúng ngay cái vị trí đó là thắng, mà không đúng địa điểm là chúng ta sẽ rớt ngay. Bước đầu tiên là các bạn phải tính ra được gì? Chi phí đầu tư. Trong chi phí đầu tư bạn phải tính vào cái chi phí tài chính nữa. Nhiều người quên tính cái chi phí tài chính hồi nãy mình nói đó. Ít gì cũng phải 1% một tháng. Cái hai á là bạn phải bán trước gì? Vị trí đắc địa. Ở huyện em có một quán cà phê đối diện trường học, có thương hiệu ôi đắc và tồn tại 4 năm rồi. Chính xác. Cái thứ hai á, là bạn phải tính ra được định phí. Muốn biết định phí cũng dễ, đi khảo sát một hồi nó ra hết. Cái thứ ba là bạn phải tính ra được cái biến phí. Hình vô chưa? Muốn tính ra biến phí cũng dễ, khảo sát một hồi nó ra hết. Dự trù dòng tiền nữa ta nhỉ? Đúng rồi, cái đó là điều chắc chắn rồi. Tiếp theo nữa là bạn phải ra như thế nào? Tính ra được cái điểm hề vốn của một ngày, của một tuần, của một tháng. Rồi xong đó các bạn quy ra. Vậy thì với cái cục tiền và vốn đó thì chúng ta quy ra sản phẩm. Vậy thì chúng ta bán bao nhiêu sản phẩm một ngày chúng ta mới đạt được. Rồi trên cơ sở đó bắt đầu các bạn chạy, các bạn action. Ok, các bạn hòn vô không chưa? Vậy thì đó, cái câu một vốn bốn lời của mình ở đây nó không có phải là chỉ cho các bạn chiến lược là một vốn bốn lời, nhưng khi các bạn biết tính toán ra và các bạn hiểu ra được điểm mạnh, điểm yếu của lĩnh vực kinh doanh của mình, và các bạn hiểu ra bí quyết kinh doanh ngành nghề đó, thì bạn có thể tạo ra một vốn 4 lời, một vốn 5 lời, một vốn 6 lời, một vốn 7 lời. Bây giờ mình ví dụ ha. Ví dụ như là cái dự án vừa rồi là 300 ly cà phê một ngày là bạn về vốn, nhưng bạn đang ở một cái vị trí rất là tốt và một ngày bạn có được tới 600 ly cà phê, thì nó không phải là một vốn 4 lời đâu. Mỗi ngày là bạn đã một lời một rồi. Và bạn thấy mà, sau 40 tháng bạn thu hồi lại hết vốn rồi. Bạn hình dung ra này, sau đó là bạn còn lãi kinh khủng. Vậy thì nó không phải là một vốn 4 lời mà nó là một vốn rất là nhiều lời. Ngồi tính toán ra, nếu một ngày nó 6 ly cà phê thì chúng ta một vốn chúng ta có rất là nhiều lời, chứ không phải là 4 lời đâu. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu thì chúng ta mới ra được một vốn 4 lời, chứ không có phải là nhắm mắt nhắm mũi lao vô là chúng ta chết. Ok, đó là bài toán về tài chính. Ok, bài toán về cái chiến lược kinh doanh và bài toán cách chúng ta biết cách làm kinh doanh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái livestream buổi trưa hôm nay. Nếu chúng ta có cho mình được cái bộ gen tốt, chúng ta luyện cho mình được tính cách tốt, thì chúng ta rất là dễ làm kinh doanh. Ví dụ như là bạn là người hai bàn tay trắng, giống như mình hồi xưa mình đi vào Sài Gòn mình cũng hai bàn tay trắng. Cái câu chuyện làm sao để chúng ta xây dựng cho mình được một cái nền tảng để chúng ta ra chúng ta làm chủ, hoặc là để chúng ta muốn chúng ta thành công và giàu có, hãy tư duy như một ông chủ. Tức là bạn chưa phải làm chủ, bạn còn đang đi làm thuê, hoặc bạn chưa làm chủ, thì bạn hãy tư duy như một ông chủ. Tư duy như một ông chủ là sao ạ? Dù mình đang đi làm thuê thì mình làm cái công việc đó y như thể công ty đó là công ty của mình, y như thể việc đó là do mình bỏ ra, tiền của mình bỏ ra chứ không phải tiền của ông chủ. Làm thuê như một ông chủ nó là như vậy. Bạn sẽ trưởng thành lên cực nhanh. Tư duy của một ông chủ ngay từ khi còn đang làm thuê. Bạn phải suy nghĩ, phải trăn trở làm sao cho nó tốt hơn mỗi ngày. Cái thời đang đi làm công, xem đó là công ty của mình, xem đó là đang là tiền của mình làm ra. Tìm mọi cách để cái công việc mình đảm nhận á, nó mỗi ngày nó tốt ra. Các bạn có làm được như vậy không? Suy nghĩ làm sao á, mà làm sao để nó ít tốn kém hơn, làm sao nó có lợi hơn, làm sao để sản phẩm, cái công việc mình giao nó tuyệt vời hơn, làm sao để nó thông minh hơn. Đầu tiên, chính bạn là người có lợi trước. Bởi vì bạn sẽ học hỏi sâu hơn, bạn sẽ học hỏi nhiều hơn với cái cách làm việc nó như vậy.